Video địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái thiết bị mang tên là Catron. Vậy thì cái Catron này nó là cái thiết bị gì và nó hoạt động ra sao, nó hỗ trợ gì cho chúng ta? Thì ở cái video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Thì ở trên vỏ hộp của cái thiết bị này nó cũng ghi ra Catron đó là một cái điều khiển thông minh dành cho các loại đồ karaoke. Vậy nó điều khiển thông minh về vấn đề gì? Thì đây là cái thiết bị thông minh hỗ trợ cho cái việc tìm kiếm và bấm chọn bài hát trên những cái dòng đầu karaoke cũ. Thì như các bạn đã biết thì trên những cái dòng đầu karaoke cũ trước đây thì cái việc mở rộng khả năng kết nối với những thiết bị ngoại vi như là smartphone hay là máy tính bảng thì nó không được hỗ trợ và rất là hạn chế. Cho nên sự hiện diện của cái thiết bị điều khiển thông minh Catron này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thao tác điều khiển dễ dàng hơn trên những cái dòng đầu karaoke cũ đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp của chiếc Catron này ra, xem bên trong của nó bao gồm những cái thành phần như thế nào, cũng như là cái chiếc Catron của chúng ta có hình dáng như thế nào đó. Thì cái cách đóng gói hộp của cái chiếc Catron này cũng khá đơn giản. Khi bóc cái lớp vỏ bên ngoài vào thì nó sẽ hiện ra một cái thiết bị của chúng ta nằm phía trên. Thì mình sẽ nói sau. Ngoài ra ở dưới nó còn có một số cái thành phần đi kèm. Chúng ta có một cái adapter nguồn đó, để có thể cấp nguồn cho chiếc cái thiết bị Catron này hoạt động. Ở trên đây thì nó ghi những cái thông số cơ bản về nguồn điện. Tiếp theo chúng ta còn có một cái cổng dây line. Đây là cái cổng để giúp cái Catron có thể hoạt động với những cái kết nối hoạt động với những cái thiết bị như là smartphone hay máy tính bảng đó. Ngoài ra chúng ta còn có một cái anten để gắn vào phía sau của thiết bị, giúp cho thiết bị có thể phát ra tín hiệu như là nhận tín hiệu điều khiển một cách dễ dàng. Thì đây là cái thiết bị Catron, một cái thiết bị thông minh giúp cho việc tìm kiếm và chọn bài hát trên những dòng đầu karaoke cũ diễn ra một cách thuận tiện hơn, dễ dàng hơn và năng động hơn rất là nhiều. Thì nó thuận tiện và dễ dàng hơn ở chỗ nào? Bởi vì trên những dòng đầu karaoke cũ trước đây thì cái việc tìm kiếm bài hát cũng như là bấm chọn bài hát phải thực hiện qua việc bấm số trên remote truyền thống. Thì tìm kiếm và bấm số thì nó cũng rất là đơn giản, tuy nhiên nó tốn rất nhiều thời gian bởi vì bạn cần phải tìm kiếm bài hát trên một cuốn song list rất là dày cộm đó. Thì cái thiết bị Catron này nó còn đi kèm thêm một cái phần mềm để có thể cài đặt trên cái smartphone hay là cái máy tính bảng của bạn. Thì cái phần mềm này, cái ứng dụng này nó hoạt động trên nền tảng iOS hay là Android. Thì cái ứng dụng này có tác dụng đó là nó sẽ giúp cho việc tìm kiếm bài hát của bạn là không cần phải bấm số nữa mà chỉ cần nhìn vào danh sách bài hát, chọn tên bài hát. Thì sau khi chọn tên bài hát trên smartphone hay là máy tính bảng của bạn thì cái tín hiệu đó sẽ gửi đến cái thiết bị Catron này. Cái thiết bị Catron này nó sẽ như một cái cục giải mã, nó sẽ giải mã tín hiệu và sau đó sẽ thực hiện lệnh bấm chọn bài hát bằng số đến đầu karaoke đó. Thì bài karaoke sẽ được chọn cho bạn và hiển thị trên màn hình đó. Nghĩa là với cái cục Catron này bạn không cần phải bấm số, chỉ cần tìm tên bài hát và bấm chọn bài hát. Sau đó cái tín hiệu sẽ gửi đến Catron, Catron sẽ giải mã và nó sẽ giải mã thành cái mã số bài hát đó. Rất là đơn giản. Thì bạn không cần phải lập cuốn song list dày cộm ra để tìm kiếm bài hát và bấm chọn bằng số nữa, mà bạn chỉ cần thao tác rất là đơn giản trên những cái smartphone hay là cái máy tính bảng. Cảm ơn, rất là đơn giản, bạn chỉ cần thao tác tìm kiếm bài hát thôi và sau đó ấn chọn thì nó sẽ có ngay một cái bài hát nhờ cái sự giải mã tín hiệu của cục Catron này. Thì cái cục Catron này nó rất là đơn giản. Thì mặt dưới của cái cục Catron này nó có cái tem ghi là tên sản phẩm là Catron, sản xuất bởi CDTT Tech, thì xuất xứ từ Việt Nam. Ngoài ra thì mặt trên nó có một số lỗ tản nhiệt, tên của sản phẩm cũng như là cái những cái tên của những cái cổng trang bị ở phía sau của cái chiếc Catron này. Đó, thì chúng ta có một cái cổng adapter nguồn, một cái nút tắt mở, một cái cổng mạng LAN, một cái nút reset ở bên trong cũng như là một cái output để gắn vào cái dây line này để giúp cho cái Catron nhận tín hiệu điều khiển, cũng như là một cái anten giúp cho cái khả năng tiếp nhận tín hiệu điều khiển của cái cục Catron này trở nên mạnh mẽ. Đó, thì chúng ta nhận cái anten này vào. Rồi, thì đây là cái Catron của chúng ta, cái thiết bị Catron giúp cho cái việc điều khiển bấm chọn bài hát trên những dòng đầu karaoke cũ trước đây trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Thì cái video sử dụng cái thiết bị Catron này mình sẽ gửi đến các bạn sau trong một video tiếp khác. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.